អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការរិះគន់ចំពោះមនុស្សបួននាក់ដែលជិះម៉ូតូតាមការងរថយន្តច្វាយរបស់ខ្លួនហើយបានធាក់ម៉ូតូពលរដ្ឋនៅម្ដុំផ្សារក្រមួនក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្គរក្រមដោយយោងតាមសំណេររបស់គណៈនៃ Facebook Lan mạ rồi rồi bộ khám ảnh, đại miên ông kể chả rắc đôi chì chôn bêl bụi bạp xa, bàn thẹo mô tô bong bò mô nẹ đại bàn chì, nâng lơ còn lông phá lâu sử đâm rồi bọc quạt hời. Hai bộ rọc bì nẹ đại miên căn vị trụ tệ tôn mai phía giếm chì tờ kia quạt nơi kháng mục đời xa tới, chì vai chênh mình bàn đời xa quạt nơi bì mục, hơi chênh mình phót bú quạt chì dựt, hơi cậu bàn thẹo quạt bì kroi. Nâng cho một rộng rướng rộng vầy quạt tiền. Hơi nị dây thá, chỉ nâng mên mơ lan kê tể. Khi nhâm trong xu thá, lan mê quạt nâng chỉ lan cơ bún, rứ phần nâng thơ xâm rạp tại phụ quạt chỉ tế. Bởi dân trong lươn tàm mê cơi tế. Dân chỉ tới chết quạt hơi prap quạt tứ, thả bọn khi nhâm xông tâm môn mùi đậm bầy tàm lan mê. Nị cư chia sổ chi vượt thóa nâng cao của rộng nẹ đỏ tẩy. Mình men chả đặc biệt, chi kia chôn tư cần luôn phần kê hơi thẹo mô tô ở chi phần hơi rộng rương vầy kê tiện nụ tể. Đôi chân này xôm ở nhà thô miền xa mà tư cái chuối mơ nâng chùm nắm phóng, nâng xôm đam ọt luộc môi chùm nuốn, chuối mơ nâng bùng riêng con trai ở miền sổ chi vô thuốc, nông cả bậc bỏ phóng xôm ở khuẩn. Chà bồn mê ní có cùng phong tài xe nợ khăn nông bản đài xung cung phong đài bản tòa bì mên ông kẻ bì nét. Bàn thẻ một tô bồ rốt ở trên bì plâu đà kê cùng phong chỉ. Đài ní dùng tàm cơ nẹ ní Facebook mùi đà mên chmu thác quam trô cơ nạ bạc bà chì chôn đâm bây bà chì chôn. Chà ta bồ mật dù dàng nạ đáy xôm cho bàn chay mật tệ mê nẹ mùi. Ở cùng chà răng bồ mật tiếng ọc nê tệ tông nông bồ mê ní đài có xôm mê chọp tài trâm ní xôm ọc cùng xôm cô rụp lìa.